Rồi chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ ngày Nhật. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình ha, 034 830 843. Rồi, mọi người xem video thì nhớ bấm vô đăng ký kênh để theo dõi mấy cái để em cập nhật mấy cái video mới cho mọi người xem nó nhanh nhất ha. Hôm nay là video 110. Em giới thiệu mấy cái món đồ sau đây ha. Rồi đầu tiên là một cái bộ tua vít nhúng ha. Đây là thương hiệu của nó này. Hàng này của thị trường Nhật nha mọi người. Cán nó bằng nhựa, ở đây là bằng đồng ha, đồng nó sơn lên này. Còn rất là mới, hoạt động rất là trơn tru ha. Nè, rất là nhẹ luôn. Nó còn một bộ vít của nó nè. Rồi, một bộ nó sẽ có nhiêu đây cái tua vít nha mọi người. Nè, hai cái tua vít dẹt với một tua vít ba ke ha. Đây, ba ke cái đầu không dụng nè. Bộ còn rất đẹp, gần như là nó sử dụng một hai lần ha. Tua vít nó chưa sử dụng nè, nó mới sử dụng cái bộ khoét, đây là bộ soi lỗ nè. Cái mũi này soi lỗ, ba mũi soi lỗ ha. Rồi mũi vít mình sẽ gắn như vậy, vậy nhét vô là nó cứng, muốn lấy ra thì đây kì xuống ha, đè cái này xuống, đè cái cao su trên đây xuống nè. Đó, về vô thì chỉ cần nhấn vô thôi. Đó, lấy ra thì bóp cái cao su này xuống. Rồi bộ là như vậy nha mọi người, 2 bộ 3 6 mũi. 6 mũi là một bộ. Ba mũi tôi dứt ba mũi khoét lỗ ha, soi lỗ. Rồi cái bộ tôi dứt hộp này có mã là 110.1 ha. Giá là bán là 300.000. Rồi tiếp theo là về một cái cây hước rất là đẹp. Hước này rất là ít gặp ha mọi người, rất là ít về luôn. Đây hước này của Tsinghua, nó kè được góc vuông nè, với lại góc 45 độ. Cây này Nhật sản xuất luôn nè. Đó, rồi cái hước còn rất là đẹp đây. Hước này có mã là 110.2, giá bán 300.000. Rồi tiếp theo là một cây kéo nhà bếp. Đây nữa ăn cua. Kéo này của thương hiệu là đây. Cái thương hiệu này rất nổi tiếng. Hai cái hình người nè, của Đức á. Kéo Đức ha. Lưỡi cũng còn khá là ok, có sử dụng rồi ha, chung nó kéo này đã sử dụng rồi, nhưng kéo cắt rất là im ha, cầm cắt nó im tay. Đây size nó là 20. Đây của Soligan gặp money ha, Soligan gặp money của Đức. Rồi cái kéo này có mã 110.3, giá 250.000. Tiếp theo là một cái đồng hồ cơ khí ha. Đây của Mitu Toyo, Nhật sản xuất. Đây nó độ sai số từ 0.01 đến 10 mm, đo được đó. Đây
Đây có cái nút điều chỉnh trong ha. Đây còn cái con ốc để bắt lên nè. Bắt vô cái thiết bị cơ khí của mình ha. Máy tiện hay gì đó. Tùy nhu cầu mọi người dùng. Đây, còn rất là chính xác ha, trả về nó chính xác. Đó, 100 lần như một không mọi người. Nó về không nè. Rồi cái thước so cơ khí này có mã là 110.4, giá 450.000. Tiếp theo một dàn một cây cờ lê đa năng, cây này rất là to nha mọi người. Cây này size to ha, 300 mm luôn, Sankey. Lưỡi còn rất là đẹp luôn, cái hàm á, cái miệng nó còn rất là đẹp. Đây. Miệng răng còn nguyên ha. Gần như là chưa dùng. Răng còn rất là đẹp luôn. Máy này dùng thì quan trọng nhất là cái răng rồi. Răng còn thì nó mới bám được tốt ha. Size này rất là to. Đây. Cái họng nó tới 40 mấy luôn. Nè. Thép rất là dày ha. Hàng Nhật thép rất là dày, cứng. Nó đường xi, nước xi rất đẹp. Xi nó rất chắc ha. Rồi cái cờ lê đa năng này có mã 110.5 ha, giá 350 ha. Tiếp theo là một cái đây, cái hùng nha mọi người. Hùng của Nhật. Cái hùng nhựa ở đây của thương hiệu của Nhật nè, Nhật sản xuất luôn. Hùng nào mọi người cũng đựng gì đựng ha. Mã vạch của Nhật. Đây size nó là 385 nhân cho 202 nhân 140 mm nha. Đó. Ở trong nó vậy thôi. Dẻo nha mọi người. Nhựa ABS dẻo ha. Nhựa rất là tốt. Đây rất là dẻo luôn. Rồi cái hùng này có mã là 110.6 ha, giá bán 400.000. Tiếp theo là một cây đập thịt rất là khổng lồ luôn. Đây đập thịt to khổng lồ, trước giờ mới thấy nha mọi người. Nè, nguyên cục nhôm luôn. Nó đúc cái cán là bằng gỗ. Cái cán tháo ra được ha. Đây nó có 1, 2, 3, 4 mặt đập luôn nè. Mặt phẳng nè với mặt sọc ha. Rồi mặt này đinh. Mặt này có một đường chỉ. Tùy nhu cầu mình muốn đập sao ha. Rất là nặng. Rồi cái thước nó 25cm nè. Cái cục ra cái đầu này nó 6 phân luôn. Nè. 5,5 nhân 6 phân luôn ha. Rồi cái cây này có mã là cây đập thịt có mã là 110.7 ha, giá 250 nha. Tiếp theo về được một cái bộ tua vít thử điện của Vercel. Đây của Vercel ha. Tua vít thử điện. Còn hoạt động ok nha mọi người. Bộ nó gồm như đây cái tua vít nè. Đây. Rồi hai ba ke với hai vít dẹt với hai cái đầu tẩu ha. Đầu tẩu 8 mm với lại 6 mm. Đó, như hình nè. Mấy cái mũi này còn ok hết mọi người. Đầu nó còn ok hết. Đầu còn đẹp. Đây thử đi cho mọi người coi ha. Vít này nó hai chức năng, xài bình thường, xài vít bình thường hoặc là dùng thử điện cũng ok luôn. Đây. Này lên điện nè. Đó.
vỏ nó bị rách rồi ha. Mọi người lấy băng keo trong dán lại thì xài cũng ok, hoặc là về mình bỏ hùng đồ nghề mình xài ha. Rồi cái bộ tôi dít vừa sale này có mã 110.8 ha, giá 250 nè. Rồi tiếp theo là một cái bộ cưa sắt, một cái sắt của hàng Somat, Somat của Nhật nè, Somat của Nhật ha. Cưa này thì cái lưỡi này là lưỡi Nhật nè, cưa này nó xài được lưỡi Nhật với lại lưỡi Việt Nam luôn nha. Lưỡi dài hơn ở Việt Nam mình, lưỡi nó dài hơn, mình chỉnh đây nè, chỉnh ra băng đơ cái này ra ha cho dài nè. Còn bình thường mình xài lưỡi ngắn của Nhật nè, nó đi kèm một bộ lưỡi là 6 cái lưỡi luôn, 6 cái lưỡi của Nhật đây. Gắn lưỡi mình sẽ gắn như vậy. Nó gắn vô rồi mình xiết cái ốc này ha, ốc có chuồn chuồn nè, xiết căng lên rồi ok, rất là chắc chắn. Đây cán nó bằng thép ha, sắt nè, bằng sắt rất là dày luôn nè, sắt dày chứ không phải là nó mỏng manh nha, rất là chắc. Cán này bằng nhôm thương hiệu Somat luôn. Đây tổng kích thước cái cưa này là đây 39cm nha. Rồi 6 cái lưỡi đi kèm nha mọi người, 6 cái lưỡi cưa mới chưa sử dụng. Đây 6 cái lưỡi cưa nè, 6 lưỡi cưa sắt mới chưa sử dụng, đi kèm cái bộ cưa này luôn. Rồi có mã là 110.9, giá 300.000. Rồi cuối cùng là một cây kéo cắt cành của Nhật gắn đúc. Dòng kéo này rất là tiện luôn ha, nó có cái lưỡi cắt dây nhôm luôn nè, lưỡi này cắt dây nhôm nè cho mọi người đó, công nhôm nè cho mọi người khỏi cái cắt trên cái lưỡi này để hư lưỡi này ha. Rồi cái này mắc cái này thôi, mắc cái bao ấy này thôi, lưỡi thì còn nguyên cũng khá là ok, chưa có mài rồi, bên em không có nhận mài nha mọi người. Đây độ gơ thì nó qua sử dụng rồi, nó có độ gơ nhất định ha. Đó đây tình trạng nó nè, tình trạng nó còn thì nó về phải mài lại mới sử dụng nè, chứ nó đang dùng thì nó khá là lục. Rồi kích thước nó là size rất là phổ thông luôn, 20cm ha. Rồi giá 250 cho mọi người về sửa lại. Mã là 110.10 luôn. Rồi em kết thúc video ở đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ.